Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ đứng lên và chúng ta cầu nguyện trước khi nghe lời của Chúa. Đặt tay trên đầu của chúng ta và cầu nguyện với tôi. Là Cha, con đến với Ngài trong danh của Chúa Jesus Christ. Hãy nói mạnh lên, hãy nói chung với tôi. Lạy Cha, con đến với Ngài trong danh của Chúa Jesus Christ, cậy quyền năng của Thánh Linh, con đạp đổ tất cả mọi sự suy nghĩ nghịch là lời Chúa. Con khai phóng con một tâm trí Đấng Christ. Đặt tay vào lỗ tai của chúng ta. Đặt tay vào lỗ tai của chúng ta. Trong danh của Chúa Jesus, Ngài mở lỗ tai của con để con nghe tiếng Thánh Linh của Chúa phán, để rồi con có thể làm theo. Đặt tay trên ngực của chúng ta. Trong danh của Chúa Jesus, con tuyên bố rằng con sẽ gìn giữ tấm lòng con, vì Chúa ban cho con tấm lòng của Ngài để con thể yêu Chúa và yêu những người xung quanh như Chúa đã yêu con. Xin Chúa hãy sử dụng con, sống theo ý của Ngài, sống đẹp lòng Ngài trọn cuộc đời của mình. Trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Giờ ta lên, tôi sẽ cầu nguyện. Trời ơi, Ngài nghe lời cầu nguyện từ đại lòng của con dân Ngài. Con biết là Ngài rất yêu họ. Con biết là Ngài rất là quan tâm về cuộc sống của họ. Ngài quan tâm họ bởi vì Ngài muốn, Ngài là Cha của họ và Ngài muốn đến để ban phước cho dân sự của Ngài. Ngài muốn đến với họ để Ngài giải quyết mọi nan đề trên đời sống của họ. Ngài muốn đến cho họ biết là Ngài giấu người cha mẹ trên đời này có quên họ, nhưng mà Chúa nói cho con biết là Ngài không quên họ. Trời, vậy này con mời Ngài vậy này. Đến trên từng người một và bày tỏ cho họ biết rằng Ngài là Cha, cũng là Đức Chúa Trời của họ vậy này. Chúa Thánh Linh ơi, con mời Ngài bày tỏ sự hiện diện của Chúa Jesus trong giờ này. Ngài phán cho những ai mà lòng họ đã mở ra để nghe tiếng của Ngài. Ngài giải quyết những nan đề trên đời sống của họ như này, trong danh của Chúa Jesus. Chúng ta cầu nguyện với Chúa trong tiếng mới, cầu nguyện nhỏ nhỏ nói chuyện với Chúa thôi. Những ai chúng ta tại đây mà chúng ta đang đau ngực, đặc biệt ngực phía tay trái của chúng ta, đặt tay lên chỗ ngực phía tay trái của chúng ta. Ai đang đau ngực đặt tay lên, Chúa muốn chữa lành quý vị. Đặt tay lên ai đang đau ngực của chúng ta, ai đang đau ngực chúng ta, nhất là ngực phía tay trái. Chúa muốn chữa lành cho quý vị hôm nay. Trong danh của sự lấy thẩm quyền của lời của Ngài như này, sự bày tỏ thánh Chúa như này, ta ra lệnh cho tất cả những linh binh tật đau nhất trên cơ thể của dân sự Chúa, ta trục xuất người ra khỏi Ngài như này trong danh của sự. Đi ra ngay và không được quyền trả lời trong danh của sự. Ai chúng ta đang bị đau cổ, đặt tay trên cổ, trên vai của chúng ta. Đặt tay lên. Ai đang bị đau cổ. Trong danh của sự ta rừng tất cả những sự đau nhất trên cơ thể dân sự của Chúa, hãy ra khỏi ngay này. Trong danh của sự con cảm ơn Chúa, quyền năng sẽ chữa lành Ngài đang hiện diện tại đây và Ngài chữa lành dân sự của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Ai chúng ta đang bị đau đầu gối, đầu gối phải, đầu gối trái, con cứ đặt tay lên. Trong đặc biệt người đầu gối trái phải, hãy đặt tay cho đầu gối của mình. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa ngay như này. Trong danh của Chúa Jesus Christ, con cậy quyền năng của Thánh Chúa, ta ra lệnh tất cả mọi sự đau nhất trên đầu gối và tất cả trên dân sự Chúa ngay như này, hãy đi ra khỏi ngay như này. Trong danh của Chúa, đi ra ngay như này, hãy rời khỏi và không được quyền trở lại. Con cảm ơn Chúa, sự chữa lành đến dân sự của Ngài. Con tuyên bố rằng bởi lần roi của Ngài, mọi người dân sự của Chúa ngày hôm nay được chữa lành. Hallelujah. Những ai đang đau lưng, đặt tay trên lưng của mình như này. Hallelujah. Hallelujah. Trong danh của Jesus, ta lệnh tất cả mọi sự đau nhức đau lưng ngay này hãy được lên mình ngay này. Lên mình thật, đi ngay, lên mình thật, đi ngay, không được quyền trở lại. Trong danh của Jesus. Hallelujah. Kolabashi đi. Ai chúng ta đang đau cổ, cảm thấy khó ăn uống, đặt tay lên cổ của chúng ta. Ai đang đau cổ và cảm thấy khó ăn uống, hallelujah, Chúa muốn chữa lành cái cổ của vị ngay này. Trong danh của Jesus, ta đền cho tất cả những sự đau cổ, người nào đang đau cổ hãy được lành ngay như này. Trong danh của Jesus, hãy lành bệnh ngay như này. Trong danh của Jesus, thánh linh con nhờ cậy quyền năng của Ngài này tác động với từng người một và chữa lành từng người một ngay như này. Trong danh của Jesus, con cảm Chúa quyền năng của Ngài có mặt tại đây để chữa lành, chữa lành, chữa lành. Trong danh của
xuân. Ai chúng ta cảm thấy đi đứng khó khăn, ai đang bị đau đứng khó khăn, đặt tay trên chân của mình, đặt tay trên chân của mình. Hallelujah. Trong danh của xuân ngay này, những người nào đang bị đau chân, hãy lành bệnh ngay này trong danh của xuân. Hãy lành bệnh ngay này trong danh của xuân. Mọi linh bệnh tật đi ra khỏi ngay này trong danh xuân. Hãy nhận lấy sự chữa lành ngay này. Cảm ơn Chúa quyền năng của Ngài có mặt tại đây và đem sự chữa lành cho dân sự Chúa, bởi vì Ngài yêu họ đến nỗi Ngài ban con độc sanh của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian này, và Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của họ và gánh lấy bệnh tật của họ, gánh lấy một sự nghèo đói cho đời sống họ. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Rồi ai chúng ta được lành đâu giơ tay lên cho tôi. Ồ, quý vị nhìn kìa. Hallelujah. Ok, mời chúng ta ăn tọa. Dạ, khi nào chú bày tỏ tôi sẽ chút xíu nữa. Dạ. Ok. Quay qua người kế bên, ở nhà Chúa thật là tuyệt vời. Amen. Cho nên mai mốt quay qua kế bên, mai mốt đi nhà thờ phải cười lên nha. À, quay qua kế bên, đi nhà thờ phải cười lên. Tôi muốn thấy nụ cười của ông bà, anh chị. Amen. À, quay qua kế bên nói, đừng cho thôi, tôi thấy cái mặt dài như trái đu đủ. À, ok, cảm ơn Chúa. Nào, tôi cậy ơn Chúa để hôm nay nói sứ điệp. Mà sứ điệp này nếu mà Chúa không làm đó, thì tôi nói thật với chúng ta, không ai làm được chuyện này đâu. À. Bởi vì có một tà linh rất rất là mạnh. Nó nắm lấy cái thế giới chúng ta sống, trái đất chúng ta đã sống, không chừa một ai hết. Không chừa một người nào cả. Từ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, tà linh này đã từng hủy diệt rất là nhiều người. Ngay cả bậc vua chúa, những bậc cầm quyền cũng bị nó nắm lấy. Ngay cả những người được ơn cũng bị nó nắm lấy. Từ người nhỏ cho đến người lớn, không ai thoát khỏi tay của nó. Nhiều người đã theo Chúa rất là nhiều năm, nhưng đã sa ngã trong tay của nó. Các chính thể quốc gia cũng nằm ở trong tay của nó. Tôi xin thưa chúng ta một số điều. Lắng nghe. Nếu vậy nghe ngày hôm nay mà quý vị muốn thoát ra khỏi nó ngày hôm nay, cuộc đời quý vị sẽ thay đổi như thế này. Cuộc đời quý vị sẽ thay đổi như thế này. Một người đương rất là giàu có đi theo một người cũng rất là giàu có, nhưng nhìn thấy một cái gì đó phía bên này quá tốt đẹp và đeo đuổi cái điều đó. Cuối cùng tất cả những gì mình có mất hết. Vợ cũng chết. À, tài sản mất hết. Và con cháu một dòng dõi vô cùng tội lỗi. Quý vị biết ai không? Lót. Điều gì đã khiến Lót mất tất cả, trong khi đó ông khởi sự rất là tốt? Giàu có, hay nói cái khác là tiền bạc. Một người nữa đã bước chân vào đất hứa rồi, đã bước chân vào trong đất hứa rồi, nhưng chỉ vì
vàng bạc, những cái áo sống. Chúa cấm không được lấy bất cứ điều gì ở tại thành gì? Jericho. Và ông đã lấy một số quần áo vàng bạc, và cuối cùng ông và gia tộc ông bị chết trong một ngày. Tiền bạc. Một người nữa, vua Salomon. Ông đã rất là giàu rồi, và ông xây dựng sự giàu có của ông qua những mối quan hệ, nhờ những mối quan hệ cưới những cô gái ngoại bang trở về để giữ lấy sự giàu có mình, quốc gia mình không bị nước khác xâm lấn, cho nên cưới những con gái của các nước lân bang để bảo vệ tài sản của mình. Và cuối cùng thành Jerusalem đầy dẫy thần tượng. Tới đời con ông, tất cả những ông có được mất hết. 12 chi phái mà ông nội, hay là 12 chi phái ông nội của Roboam, Roboam chỉ còn là cả 2 chi phái thôi. Một người nữa đi theo một vị thầy đầy quyền năng. Kinh Thánh cho chúng ta biết một người này phải là vô cùng lửa, có lửa của Chúa. Đi theo một vị thầy rất là có ơn. Nhưng mà chỉ vì ít vàng bạc và ít bộ đồ, ông ta tham lam những món này. Điều gì xảy ra? Chúng ta biết ai không? Gehazi là cái người đi theo tiên tri Elise, cũng tiền bạc. Gần hơn nữa là một người không ai xa lạ với chúng ta, đi theo một vị thầy vô cùng quyền năng. Và này, thầy này không ai, chính là Chúa Giêsu, Thượng Đế thành người. Chỉ vì 30 miếng bạc đã bán thầy của mình, và cuối cùng treo cổ chết. Ngày hôm nay rất nhiều người đầy tớ của Chúa rất là được ơn, rất là được sức giàu, cũng chết vì cái linh này. Nhiều người bắt đầu bước đời hậu vì Chúa, nhưng bởi vì sự tiền bạc họ rời bỏ chức vụ. Có những người hầu vì Chúa mà bán Chúa bằng cách bán nhà của Chúa. Họ xin Chúa, tôi nói thật lòng, tôi không có đáng ám chỉ ai, nhưng mà tôi muốn cho chúng ta nhìn thấy được cái điều này. Có một cái nhà thờ, có một cái chỗ, và họ gửi thư khắp nơi trên thế giới để xin tiền. Tiền đã đủ rồi nhưng mà thư vẫn gửi. Họ bán Chúa, bán nhà của Chúa, bán linh hồn của mình. Quay qua người cái bên, Chúa không bán được đâu. Bán là chết đó. Bán là chết đó. Bán là treo cổ đó. Nhiều con cái Chúa, nhiều người đầy tớ Chúa, hầu vì Chúa rất là nhiều năm vẫn nghèo. Nhiều người không thể đi nhà thờ Chúa Nhật bởi vì nghĩ là mình phải làm thêm để có tiền. Nhiều người, chúng ta hãy thấy rằng ngày hôm nay nhiều cô gái trẻ sẵn sàng lấy những người chồng phương Tây hay chồng thật là già, bởi sao? Muốn cuộc sống mình giàu. Ngày hôm nay hãy nhìn những cô gái bên ngoài, nhiều cô gái rất là trẻ, và họ bán thân để được một số lợi ích. Đồ quần áo mới, điện thoại mới. Tôi muốn nói chúng ta là cái linh này khiến cho nhiều người, nhiều bậc cầm quyền dài đạp trên người khác để được bước lên chốn cao hơn. Họ sẵn sàng hối lộ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Và khi họ có một số điều đó rồi, có những người bị xử tử. Có những người hối lộ
như những bậc cầm quyền để đạt được một số gì đó cho công ty của họ. Và cuối cùng không còn gì hết, mạng sống cũng không giữ được luôn. Quý vị hiểu được tôi nói không ạ? Sở dĩ tôi chia sẻ điều này mang một tính cách nghiêm túc là bởi vì nếu hội thánh quý vị, nói cách khác là dân sự Chúa trong hội thánh, từ mục sư cho đến những người lãnh đạo nhân sự trong hội thánh, nếu quý vị không thắng được nó sẽ bóp cổ quý vị chết. Quý vị sẽ được nổi tiếng một thời gian, nhưng sau đó quý vị sẽ giống như sao băng, không còn gì cả. Tôi nói điều này là tôi nói không phải chỉ nói chơi, nhưng mà tôi là người sống ở nước ngoài, tôi thấy rất nhiều hội thánh dấy lên và nhiều người tôn sùng hội thánh đó, tôn sùng ông mục sư đó, nhưng mà một thời gian sau họ nằm trên những trang đầu của báo chí. Kinh khủng không? Rất là kinh khủng. Nhiều đầy tớ của Chúa rất là được sức giàu, Đức Chúa làm ơn rất là nhiều, và bởi vì công việc của họ càng ngày càng phát triển, họ cần tiền bạc để làm những công việc này. Thay vì họ đến với Chúa, họ hạ mình trước mặt Chúa, họ quỳ gối trước mặt Chúa để xin Chúa chu cấp cho mình, họ chạy nơi này, chạy nơi kia, chạy nơi nọ để xin xỏ. Và cuối cùng chính cái sự mà trông cậy nơi con người, Kinh Thánh Chúa nói cái nào mà nương cậy nơi loài người, con cái loài người làm sự rủa xả. Người anh em cục chèo của tôi đã kể tôi một câu chuyện thế này. Anh ta trong thời kỳ mà bao cấp, và anh ta là tín đồ rất là nghèo, nghèo đến mức độ là anh gia đình không có gì ăn. Anh nhìn thấy ở trên đường phố có một số người ăn xin và để một cái tô ở dưới này và mặc đồ rất là bẩn thỉu và dơ giấy, và anh ngồi ở dưới đó, thấy người ta ngồi dưới ăn xin. Anh về nhà, anh cũng lấy một cái tô nữa và lấy cái điều đó trông rất là cũ, bộ đồ làm cho rất là dơ, rất là hôi hám, rất là tệ, để ra ngoài ngồi xin ăn. Anh ngồi tại đây và người ta đi ngang qua không ai cho một cách nào hết. Anh thấy một bên kia có một người nữa, là cái người này cũng ăn mày, mà người ta đi ngang mình không cho, nhưng cho người kia. Anh ta đi qua bên này, ngồi kế bên cái người ăn mày này, và nghĩ rằng nếu mà cho người này không cho người kia, chắc người kia sẽ nghĩ rằng sẽ không công bằng, cho nên cho hôm nay cũng cho mình. Nhưng mà một điều rất là ngạc nhiên là người ta đi ngang qua ông, cho người này, không cho ông gì cả. Ông khóc với Chúa và ông nói thế này: Chúa ơi, con nghèo đến mức độ con không có gì ăn, gia đình con không có gì ăn, bây giờ con ăn xin mà không ai cho con ăn nữa. Ông nói với Chúa điều đó xong thì tiếng thánh của Chúa đến với ông và Chúa nói rằng: người công chính và dòng dõi người công chính không có ăn mày. Ông quyết định trở về sống công chính, sống ngay thẳng, trở về bắt đầu tìm kiếm Chúa. Và người anh vợ tôi nói rằng sau này anh ta trở thành một người rất rất là giàu. Hôm nay tôi muốn cho chúng ta hiểu một điều. Và khi chúng ta hiểu được điều này, hoàn toàn cuộc đời của vị, gia đình của vị, hội thánh quý vị sẽ được thay đổi. Quay qua cái bên, chuẩn bị để được thay đổi chưa? Kinh Thánh Chúa Giêsu nói thế này:
Các ngươi không thể thờ Đức Chúa Trời và Ma Môn. Ma Môn là gì? Ma Môn là tên của một tà linh, một thần linh, một vị thần mà người Canaan thờ. Và vị thần này là gì? Thần tài. Hãy nhìn xem bao nhiêu người Việt Nam chúng ta thờ thần tài. À, không phải Việt Nam chúng ta không mà thôi, mà các quốc gia khác đều thờ thần tài. Trong hình thức này hoặc hình thức khác. Họ dùng những câu là good luck, chúc may mắn. Con cái Chúa chúng ta không bao giờ chúc may mắn. Chúng ta chúc phước, chúc may mắn. Thần này, Ma Môn là thần này, là cái thần mà tôi đã nói đến chúng ta từ đầu tiên cho đến sau này. Nhiều người, ngay cả những đứa bé, nó cũng tham cái này, tham kia, tham nọ. Bởi thần tài này là thần dẫn đến người ta sự tham lam. Ma Môn không chỉ nói đến thần tài, thần tiền không, mà nó nói rằng khi có tiền, Việt Nam chúng ta có câu là có tiền có thể mua được mọi điều. Tiền là cái gì đó, con Việt Nam chúng ta có câu gì đó, tiền là cái gì tôi quên rồi, à, cái bậc của tuổi trẻ hay gì đó, à, đại khái gì đó, tiền gì tôi, sức khỏe của tuổi già, à, vân vân, à, đại khái gì đó, à, chúng ta biết được không? Thần tài hay là thần tiền này, nó sẽ người ta bởi người ta nghĩ cái này, tôi có tiền, tôi sẽ cưới được vợ trẻ. Tôi có tiền, tôi ăn nhậu thoải mái. Tôi có tiền, tôi đi khắp nơi thế gian. Tôi có tiền, tôi mua chức vụ tôi được. Tôi có tiền, tôi sẽ làm được mọi sự. Nhưng quý vị biết không, khi Kinh Thánh nói đến cái thần tài này đó, nó không chừa một ai cả. Khi mà Chúa Giêsu bắt đầu khởi sự chức vụ đó, nó sẽ tăng dẫn Chúa Giêsu lên trên ngọn núi rất cao và cho Ngài thấy tất cả sự vinh hoa của thế gian này. Và nó nói rằng nếu ngươi cúi quỳ xuống thờ lại ta sẽ ban cho ngươi tất cả. Không cần đi trên con đường thập giá đâu, không cần phải đi giảng dạy đâu. Có tiền người ta sẽ chạy đến hội thánh của mình. Và nhiều hội thánh ngày hôm nay nghĩ rằng khi tôi có tiền tôi cho tín đồ ăn sẽ người ta chạy đến hội thánh tôi. Nhưng họ đến hội thánh khi mà có bánh, hết bánh rồi họ kiếm nhà khác. Bởi vì họ không gặp được Chúa. Có những con người họ dùng tiền để nuôi những nhân sự này, nuôi nhân sự kia, nuôi nhân sự nọ. Và nhân sự đó là những người sống vì tiền, họ không sống vì sự kêu gọi. Cho nên cái người mục sư hay một người tổng quản nhiệm nào đó, một khi mà không ai chu cấp tiền cho họ nữa thì họ nhảy qua cái hệ phái khác hay nhảy qua hội thánh khác, bởi vì hội thánh chu cấp được cho mình. Tôi muốn nói cho chúng ta cái điều này là bởi vì sao? Cái linh này nó làm việc trong mọi lĩnh vực trong đời sống. Quý vị hãy coi xem bao nhiêu gia đình đổ vỡ bởi vì tiền. Bao nhiêu người bệnh vì tiền, bao nhiêu người lo lắng vì tiền, bao nhiêu người bị điên vì tiền, bao nhiêu người nhảy lầu nhảy cầu vì tiền, bao nhiêu người vô tù vì tiền, bao nhiêu người anh em cha mẹ giết nhau vì tiền. Tôi cầu nguyện cho quý vị hiểu được điều này. Có thể một số điều tôi nói ra nó không có trong hoàn cảnh quý vị, nhưng mà Thánh Linh cho quý vị nhìn thấy được ai là người có quyền trên đời sống của quý vị. Ai là người có quyền? Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không thể thờ Đức Chúa Trời và Ma Môn. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không thể thờ Đức Chúa Trời và thần tài cùng một lúc. Nói cách khác là Chúa Giêsu nói rằng các con không thể nào đặt ta và tiền bạc ngang nhau, chứ đừng nói trên nữa. Bao nhiêu người Chúa kêu gọi họ đi học với Chúa, họ nhìn lại, con đi học với Chúa rồi ai lo cho vợ con, cho con?
Ai lo đây? Và cuối cùng họ sống một đời sống bình thường, bịt tai lại tiếng kêu gọi của Chúa. Ô, tôi thể nói cho quý vị nhiều hơn và nhiều hơn nữa, nhưng mà ít nhất ra quý vị là hiểu gì tôi nói rồi, phải không? Amen không ạ? Như vậy làm sao để thoát được? Làm sao để thoát được? Ngay cả những đầy tớ rất quyền năng, ngay cả quý vị có những doanh nhân rất là giàu có, cơ đốc rất là giàu có, họ cũng sạch, mất gia đình, mất hết. Hôm nay tôi muốn cho chúng ta một số bí quyết để chúng ta hiểu được những lẽ thật trong lời của Chúa, để ngõ hầu chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì. Và nếu quý vị không hiểu được những điều này, cuộc đời của quý vị sẽ khổ dài dài. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời là đấng dựng nên tất cả mọi sự. Tất mọi thứ trên đời này đều do Ngài dựng nên, không có gì dựng nên mà không bởi Ngài. Và Ngài muốn ban cho ai tùy ý, và Ngài muốn lấy lại của ai tùy ý Ngài. Không có một điều gì dựng nên mà không bởi Ngài, mà không có một người nào mà có được điều gì nếu Chúa không cho phép. Như vậy cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có quyền tất cả mọi sự, nhưng mà Ngài đồng thời cũng là cha của chúng ta. Ngài đứng giàu có mà gọi là super rich, là siêu giàu đó, giàu đến độ mà chúng ta thấy nơi Ngài ngự đó, cái đường nó lót bằng vàng, mà không phải vàng mà chúng ta cục cục giống như này, mà đường bằng vàng, nhưng mà vàng như thủy tinh, là có nghĩa là trên đất này không bao giờ có. Những tường thành bằng bích ngọc, bằng đá quý, mà loại đá trên đất này không bao giờ có. Có một hội thánh, nếu quý vị đã coi cách đây cũng 5-7 năm, 10 năm về trước, có một hội thánh họ thờ phượng Chúa, sự hiện diện của Chúa, bắt đầu có những viên đá quý rớt xuống. Cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa, Chúa giáng xuống và Chúa ban phước. Và họ lấy những viên đá đó mà họ đem thử nghiệm đó. Người ta khám phá rằng những viên đá này không có trên đất này. Nó một cái gì đó mà người ta không tìm ra. Tất cả vinh hoa phú quý trên đời này, những tước vị trên đời này đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngài ban cho, Ngài dấy lên, Ngài cũng hạ xuống. Và bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là cha của chúng ta, Ngài là đồng thời, Ngài cũng là cha tốt lành. Chúng ta biết không, khi mà Đức Chúa Trời dựng nên Adam đó, Ngài cho ông một cái vườn Ê-đen thật là tuyệt vời. Thậm chí ông ở trong cái vườn Ê-đen đó, ông không phải tát nước để tưới cây nữa. Bởi vì có một hơi nước nó đến và làm cho cây tự động nó lớn lên. Không có tưới nước, cũng không cần mưa luôn. Mưa sau này thôi. Và Adam ở trong vườn đó, ông cai quản cả vườn, giống như là không có làm gì cả, làm chơi mà ăn thiệt chứ. Nhưng mà khi mà tội lỗi bước vào, Adam về và thấy mình trần truồng. Lúc đó mới may áo mặc, cho lúc kia không cần đồ, không có đồ mặc. Bởi vì họ mang lấy sự vinh hiển của Chúa trên đời sống họ. Họ đuổi ra khỏi giường mà Chúa sai Thiên sứ, Chúa đứng cầm gươm lửa để cấm con người không ai được bước vào. Kinh Thánh Chúa cho biết rằng chính tội lỗi đã đem đến sự rủa xả. Và Chúa nói rằng Adam, bởi vì ngươi nghe lời vợ ngươi, cho nên đất sẽ mọc lên trong gai, ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Đúng không ạ? Kinh Thánh nói gì đúng không ạ? Và do đó, từ đó cho đi, con người muốn có ăn phải có đổ mồ hôi, muốn có ăn phải đi làm. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng tôi sẽ đầu tư trên mạng, đầu tư gì đó, cuối cùng họ phá sản, bây giờ không hiểu rằng đổ mồ hôi mới có ăn. Quay qua người bên, có đổ mồ hôi mới có ăn.
Cho nên từ lúc đó trở đi, cái sự rủa xả đến cho nhân loại. Và một trong sự rủa xả đó là đói kém, đói khát, trần truồng, không có ăn mặc, khốn khổ. Hãy nhìn xem những quốc gia trong Đông Nam Á, chúng ta nhìn xem những quốc gia mà có nhiều tài nguyên như Phi Châu nhưng mà dân vẫn nghèo. Không phải là cái chuyện đơn giản đâu, mà cái linh ma môn này nó cai trị, nó khiến cho những người mà giữ nắm lấy những chính quyền này dùng những tiền bạc để điều khiển và làm lợi cho mình. Và họ cầm quyền để làm lợi cho mình chứ không vì dân chúng. Đó tại sao Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để cho em được sống bình an trong xứ mà Chúa ban cho anh em. Quý vị cầu nguyện cho chính quyền của mình để Chúa ban phước cho họ, cho họ có sự khôn ngoan, tâm trí và bình an để có quyết định đúng, ích nước lợi dân. Amen không? Khi mà sự rủa xả này đến thì một điều xảy ra đó là nó không phải trên một người mà từ đời này sang đời khác, từ đời này sang đời khác. Hãy nhìn những quốc gia thờ những đầy thần tượng, chúng ta thấy nghèo cỡ nào. Những người đi du lịch, những người mà muốn di dân nước ngoài, có ai muốn di dân ở nước ngoài, nước quốc gia mà có thần tượng không? Đi đó chỉ là du lịch tâm linh thôi, chứ du lịch là những quốc gia mà nơi nào mà có Chúa đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết thế này à, xin mời một người lên, một người lên giùm tôi, một người lên đây giùm tôi à. Dũng đi, một người nào to to con lên giùm tôi. Dạ, một người là to con. Đâu rồi? Đây. Rồi, ok. Dựa theo Phục Truyền đoạn 28 à, xin mời cho một người đó, một người nói giùm tôi. Một người nói giùm tôi. Dạ. Rồi, ông đứng bên đây nha. Rồi, Dũng đã đứng đây. Dũng đây, ok. Rồi, và chờ xíu. Rồi, em dây mặt gì nè. Dây mặt đó, ok. Dựa trên Phục Truyền đoạn 28, dở lên Phục Truyền đoạn 28, câu 1, câu 2 giùm tôi. Xin chiếu trên màn ảnh giùm tôi. Phục Truyền đoạn 28. Kinh Thánh nói rằng, nếu ngươi nghe tiếng phán Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày hôm nay, thì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi trỗi hơn mọi dân trên. Kinh Thánh nó không nói là chúng ta làm thật nhiều để chúng ta trỗi hơn, mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta vâng theo mọi điều Chúa dạy chúng ta thì Ngài sẽ khiến chúng ta trỗi hơn người khác. Câu 2 nè. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng trên mình ngươi. Câu này nói là phước lành không phải là người ta đưa đến cho mình, nhưng mà từ trên này giáng xuống. Mà tôi thường dùng cái chữ là bị phước đè đó à, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái phước không phải từ nơi công của chúng ta. Những người đeo đuổi phước, Kinh Thánh cho biết rằng giống như người đeo đuổi sự giàu có, giống như mà con chim ưng đó, nó bay trên bầu trời và không nhìn thấy nữa. Cho nên ai đeo đuổi giàu có, đeo đuổi tiền bạc thì có tiền bạc sẽ như con chim ưng, nó đương có mặt đó, nó bay chụt ngay là mục tiêu, không thấy nữa. Nhưng mà nếu chúng ta cẩn thận dâng theo lời của Chúa dạy thì phước lành của Chúa sẽ giáng xuống trên chúng ta, đè trên chúng ta. Ok, phước lành của Chúa sẽ khiến chúng ta trỗi hơn tất cả những người khác. Coi câu 3. Câu 3 giùm. Yeah. Ngươi sẽ được phước trong thành và được phước ngoài đồng ruộng. Tất nhiên ở chỗ nào thì cũng có phước. Nào, nghe lời tôi câu 2. Bây giờ tôi trả lời câu 2 nào. Dạ, mời tay đây. Tay đây. Rồi, câu 2 nha.
Cái bản dịch này thì chưa có rõ, nhưng mà tôi sẽ cố gắng dùng bản dịch. Trong bản dịch tôi nó giải thích cho chúng ta thế này: nếu ngươi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Tôi xin dỡ cái quyển thánh của tôi để tôi đọc cho chúng ta sẽ thấy rõ tại đây. Nếu có trong bản dịch mới thì dỡ ra giùm tôi. Phục truyền đoạn 28. Ok. Cái chữ hiệu quả này là gì nè? Cái phước này đó, nó bắt đầu thế này. Từ đằng sau, đi sau. Chạy tới, chạy qua mặt. Ok, rồi ôm lại người này lại, giữ kín luôn. Phước lành của Chúa khi giáng xuống trên một người nào, thì cái phước đó sẽ chạy theo người đó. Và qua mặt người đó, tiếng Anh dùng chữ overtake, tức là vượt qua mặt, giống như xe chạy hơi mà chạy qua mặt tay vậy đó. Vượt qua người đó và ôm lấy người đó. Có nghe người đi đâu, em cứ đi, em cứ đi đâu, thì phước đeo dính hoài vậy đó. Em cứ quẹo quấn nào thì phước cứ đeo em hoài. Đây. Thấy chưa? Rồi bắt đầu buông ra đi. Đây là cái người mà em dâng lời thì nó như vậy. Rồi bắt đầu bước qua bên. Nhưng nếu người nào không vâng lời, thì Kinh Thánh nói rằng cái sự rủa xả cũng sẽ đuổi theo sau, chạy qua mặt, rồi ôm lấy. Sự rủa xả giáng xuống, đuổi từ phía sau, đuổi qua, ôm lấy người đó và không buông tha người đó. Quý vị muốn cuộc đời của mình được phước như thế nào thì bắt đầu trở về đọc Phục truyền đoạn 28. Đọc kỹ để nghe để tôi nói cho quý vị hiểu. Không phải phước lành trên người này không, mà trên gia đình, tất cả những gì thuộc về người đó, con cái họ. Mà rủa xả cũng xảy đến trên tất cả những gì thuộc người này, gồm gia đình của họ, gồm của cải của họ, gồm mọi tài vật của họ. Cho nên ông bà chúng ta hồi xưa có một câu nói là dùng cái chữ là gì, cái gì lưới trời tuy thưa mà không có lọt, lưới lợi trọng lọng thưa mà không lọt, đúng không ạ? Dạ cảm ơn. Thiên võng khôi khôi sơn nhi bất khả lộ, rồi tôi tưởng Cà Mau không có nho, ai vậy Cà Mau cũng có nho nữa. Amen không? Như vậy chúng ta nói rằng Chúa nói với chúng ta biết rằng là chỉ có Chúa là đấng duy nhất có quyền ban phước chúng ta, và chỉ Chúa là đấng duy nhất có thể bao trì cái phước mà Ngài dành cho chúng ta. Và đó tại sao David ông nói rằng Chúa Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của tôi, là nơi chỗ tôi nương dựa, ngoài tôi Ngài ra tôi không có phước gì cả. Mà cái chữ mà không có phước gì cả, nguyên văn nó còn một cái ý nghĩa kế tiếp là ngoài Ngài ra tôi không có gì gọi là tốt cả. Vỗ vai người bên, cảm ơn. Vỗ vai người bên, ngoài Chúa ra không có gì tốt hết. Tôi cố gắng để mà cậy ơn Chúa chia sẻ ngắn với ta, bởi vì một loạt bài mà về tài chánh bứt phá này đó, đôi khi cần cả tuần thôi. Nhưng mà tôi cố gắng cậy ơn Chúa để tóm tắt cho chúng ta nhìn thấy được cái tầm quan trọng. Không có gì hiểu được điều này, cuộc đời của gì sao thay đổi rất là ngoạn mục. Tôi xin hỏi chúng ta tại đây, quý vị tại đây nè, ai là người trước khi tin Chúa thấy mình nghèo, thấy mình khổ, nhà không có, chỗ ở không có, việc làm không có, và không có rất là nhiều thứ, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, Chúa ban phước mình có nhà, có đất, có này nọ, đứng lên giùm tôi đi. Đứng lên giùm tôi đi. Đứng lên hết, ai có đứng lên, đứng giơ tay, đứng lên để cho mọi người khác nhìn thấy. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta ngồi đi. Dạ. Tôi giải thích cho chúng ta, đây là điều rất là quan trọng, là bởi vì sao? Có những người khởi sự rất tốt, đến nửa chừng hoặc cuối đời rất là tệ. Tại sao họ khởi đầu là họ tìm kiếm Chúa, họ vâng lời Chúa trước? Nhưng đến một lúc nào đó cái phước hạnh nhiều quá, sự giàu có tiền bạc nhiều quá, sự bận rộn trong công việc làm ăn công ty nhiều quá,
cái đời sống của họ không còn gắn bó với Chúa nữa. Chủ nhật thay vì họ đi nhà thờ, chủ nhật họ ở nhà, họ giải quyết công việc của mình. Những buổi cầu nguyện, những buổi nhóm lại, trước đây họ nhóm đều đặn tất cả những buổi nhóm này, nhưng mà khi mà họ bận rộn rồi đó, họ để công việc họ qua, còn họ để Chúa qua bên, những buổi nhóm qua bên, còn họ để công việc họ ưu tiên. Và cuối cùng họ không còn gì cả. Nào, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đấng rất yêu chúng ta, và Ngài yêu chúng ta không xiết kể. Đức Chúa Trời không tiếc ban con độc sanh của Ngài cho chúng ta. Kinh Thánh chúng ta, nếu rồi không tiếc ban con độc sanh của Ngài cho chúng ta, Ngài còn tiếc điều gì cho chúng ta nữa? Chúa không tiếc. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu Chúa Giêsu thế nào. Ngài yêu chúng ta giống như Ngài yêu Chúa Giêsu. Và nếu Chúa yêu người nào, Chúa không bao giờ để người đó thiệt thòi. Và Chúa yêu người nào mà người nào biết yêu Ngài, tuyệt vời. Bởi Kinh Thánh hứa chúng ta rằng điều gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, thì Đức Chúa Trời sắm sẵn cho những ai yêu kính Ngài. Nhưng có rất nhiều người khởi sự từ yêu Chúa, nhưng mà tới lúc nào đó họ yêu tiền. Họ yêu tiền nhưng họ không nghĩ là họ yêu tiền. Họ vẫn thấy họ đi nhà thờ bình thường, họ vẫn nhóm lại bình thường, nhưng lòng họ đã xa Chúa rồi. Tiền bạc, công việc làm cho họ quá bận rộn, và họ không bao giờ để đọc Kinh Thánh, không bao giờ nghĩ đến Chúa nữa. Lần kia tôi, khi tôi về Việt Nam, thì một mục sư dẫn tôi đi đến thăm một hội thánh. Khi tôi đến thăm một hội thánh thì có một người tình nguyện lái xe chở tôi và người mục sư này đi. Và khi người này chở tôi và vị mục sư này đi, anh ta kể tôi nghe, quý vị không, anh kể tôi nghe, Chúa ban phước này cho tôi, Chúa ban phước kia cho tôi, Chúa ban phước nọ cho tôi. Và anh kể hết là anh được cái công, được ký một hợp đồng này, ký hợp đồng kia, vân vân. Vài năm sau tôi trở về, tôi hỏi mục sư đó rằng cái anh hôm trước mà chở mình đi, anh đó thế nào? Mục sư nói rằng nó phá sản rồi em. Vài năm nữa tôi về, tôi hỏi rằng cái anh đó thế nào rồi? Nó bỏ vợ rồi em. Tôi nghe câu này tôi không hiểu, tôi buồn quá. Tôi hỏi Chúa ơi, tại sao mà một người đầu tiên đã làm chứng cho con nghe là họ được phước như vậy, mà bây giờ họ lại như vậy? Mà con tin rằng Chúa không vừa ban phước cho người ta, Chúa lấy lại. Quý vị biết Chúa trả lời tôi thế nào không? Nghe nè. Nó sống vì phước của ta, chứ không vì lời của ta. Những ai mà Chúa ban phước, đi vòng vòng mà kể phước này, phước kia, phước nọ, nhưng mà không đọc lời Chúa, không sống. Quý biết một điều rất là quan trọng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết được này không? Khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa lắng nghe chúng ta. Chúng ta xin sẽ được tìm, sẽ gặp, gõ cửa, cửa mở cho. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta khao khát Chúa, Chúa trả lời chúng ta. Nhưng mà liên hệ đến tài chánh, liên hệ đến phước hạnh, thì cái đòi hỏi của Chúa là gì, quý vị biết không? Đòi hỏi của Chúa là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong ấy, thì như thế ngươi mới được phước và thành công. Cầu nguyện chưa đủ, quay qua người cái bên, cầu nguyện chưa đủ, câu kế tiếp là phải học lời Chúa và làm theo. Và tôi học được bài học. Ai mà đến với chúng ta mà cứ kể Chúa ban phước này, Chúa ban phước nọ, chúng ta sẽ thấy rằng người đó sẽ một lúc nào đó sẽ không còn ổn nữa. Bởi Chúa Giêsu nói một câu nói rất đặc biệt.
Phúc Truyền đoạn 8 và Chúa Giêsu nói là trong Matthew đoạn 4, Chúa Giêsu nói rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn sống, chúng ta muốn được phước thì đến từ nơi lời Đức Chúa Trời. Amen không? Như vậy thứ nhất tôi đã nói chúng ta là Chúa là đấng ban phước, Chúa là đấng giàu có, Ngài đấng ban phước. Và thậm chí Chúa không chỉ muốn ban phước cho chúng ta, mà Chúa muốn chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Những ai chúng ta muốn trở nên giàu có thì quý vị phải hiểu điều này. Chúa muốn chúng ta không phải giàu có. Nếu người nào muốn mình giàu có, xin lỗi, không có chuyện đó. Bởi vì Chúa sẽ cho quý vị, nếu Chúa cho quý vị giàu, quý vị sẽ mất Chúa, Ngài mất quý vị. Nhưng nếu quý vị khám phá cuộc đời của mình, Chúa kêu gọi mình để trở nên người giàu có, để mình lo cho những người nghèo. Ai quý vị giàu đây? Ai giàu có? Hội thánh nào muốn được phước của Chúa, hãy quan tâm những người qua bùa, những người nghèo, những lúc nào đó những người cô nhi, những người buồn, những người mà những đứa mồ côi trên đường phố, hãy đến quan tâm cho nó. Quý vị sẽ là người rất được phước. Chúa luôn luôn quan tâm, binh vực cho những người qua bùa, những người mồ côi. Nếu quý vị có tấm lòng của Ngài, thương xót những con người này, tôi bảo đảm rằng mắt của Chúa sẽ không bao giờ rời xa quý vị cả. Ngài sẽ tiếp tục ban cho, để rồi quý vị sẽ chăm sóc nhiều người và nhiều người hơn nữa. Ngày hôm qua tôi có nói đến một điều, đó là đức tin, mà cái điều mà Chúa thử chúng ta, thứ nhất là Ngài thử đức tin chúng ta có tin nơi Chúa không, và thứ hai là Chúa có tin cậy chúng ta được hay không. Nếu Chúa cho quý vị giàu, chắc chắn một mà quý vị không sống cho Chúa, không yêu mến Chúa, quý vị đeo đuổi theo ma môn á, thì cuộc đời quý vị, con cái quý vị, gia đình quý vị không còn gì cả. Chứ lắm người cầu xin Chúa cho con được giàu có mà Chúa không cho giàu, lý do là vậy đó. Cho nên những con người nào mà Chúa mới vừa cho mình tiền bạc, mua điện thoại mới liền. Chúa cho mới tiền bạc, mua chiếc xe Mercedes liền. Quý vị, xin thưa quý vị, nếu quý vị là cái người như vậy đó, quý vị không đạt được tiêu chuẩn đâu. Chúa cho Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi mà Chúa cho ban phước cho mình gì thì làm gì? Cái của lễ đầu tiên chúng ta dâng cho Chúa là của lễ cảm tạ. Chúng ta, Chúa ban cho chúng ta điều gì? Đầu tiên đó là của lễ đầu mùa chúng ta dâng lên cho Chúa. Và của lễ đầu mùa dành trai cho những người chăn bày, những người hầu về Chúa. Có rất nhiều điều tôi chia sẻ với quý vị mà tôi không đủ thời gian để chia sẻ cho quý vị. Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị hôm nay, trước khi tôi cầu nguyện cho chúng ta đó, một lẽ thật vô cùng quan trọng mà quý vị phải biết đến. Khi Chúa Giêsu mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và Ngài xuống thế gian này, một trong những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, thứ nhất là Ngài đã gánh lấy tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, để tội khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tội lỗi chúng ta được tha, chúng ta được quyền trở thành con cái Đức Trời, là cái thứ nhất. Từ một người mà không ai quan tâm, từ người bỏ rơi, chúng ta có một địa vị làm con cái Đức Trời. Từ một người tội lỗi nhơ nhớp, chúng ta được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng ta vinh dự, Ngài để máu triều đổi cho chúng ta. Ai trong chúng ta trước đây có thể trong gia đình bắt bớ mình, coi thường mình, khinh dễ mình, đuổi mình khỏi nhà. Nhưng mà quý vị sẽ khám phá rằng một ngày nào đó gia đình chúng ta nhích vào chúng ta và tìm chúng ta. Ai bắt bớ, bị bắt bớ, quý vị sẽ hiểu điều này. Chúa cho quý vị sự tôn trọng. Chúa không chỉ ban cho chúng ta tôn trọng không, Ngài ban cho chúng ta sự giàu có. Vợ của tôi ở trong Côn Tô Nhì đoạn 8 câu, đoạn 9 câu 8. Côn Tô Nhì đoạn 9 câu 8. Xin lỗi, đoạn 8 câu 9. Côn Tô Nhì đoạn 8 câu 9. Không phải, đoạn 8 câu 9. Ok. Đọc chung với tôi câu này nha. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta,
Ngài vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Câu này có nghĩa là gì? Chúa Giêsu yêu chúng ta đến mức độ Ngài từ bỏ tất cả gì trên thiên đàng, giàu có, vinh hiển, tất cả gì trên thiên đàng. Ngài xuống thế gian này mang lấy hình ảnh con người, sinh ra trong chuồng chiên máng cò. Có người cha mẹ nào muốn sanh ra con mình ở trong cái chuồng súc vật không? Không còn chỗ nào thấp hơn để sinh con hết. Chúa Giêsu được sinh ra trong chuồng chiên máng cò. Ngài lớn lên trong một gia đình mà Joseph là một người làm ăn được thợ mộc, sống đời sống rất là một cái nghề rất là tầm thường trong thời đó. Và Chúa Giêsu có những anh em ở trong, có những em ở trong nhà. Và Joseph đã qua đời sớm và Chúa Giêsu phải làm việc để nuôi mẹ và nuôi em. Kinh Thánh Chúa Giêsu nói là chim trời còn có tổ, con người không chỗ gối đầu. Khi Chúa Giêsu đóng đinh trên thập tự giá, người ta bắt Ngài đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Quý vị biết điều gì không? Họ lột trần trụi Ngài. Chúng ta thấy cái miếng vải đó là lịch sử đó. Thật sự ra người La Mã làm một việc rất là tàn nhẫn, rất là tàn bạo. Họ đánh cái người nào bị treo thập tự giá, họ lột trần trụi người đó và để trên con đường cái để ai đi ngang qua thì là thấy người đó. Một sự cái chết vô cùng nhục nhã. Ngài trần trụi. Trong thời gian qua Ngài không, trong thời gian mà Ngài bắt Ngài không có gì ăn, Ngài đói. Và Ngài nói rằng ta khát. Chúa Giêsu thật sự đã gánh lấy sự rủa xả về cái nghèo của chúng ta. Bởi Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài vốn giàu vì anh em, vì quý vị và tôi, Ngài trở nên nghèo. Bởi vì Ngài chịu cái nghèo để ngày hôm nay chúng ta trở nên giàu có. Ngài đáng để cho chúng ta thờ phượng. Ngài đáng để chúng ta tôn vinh. Ngài đáng để chúng ta sống cho Ngài. Tại thập tự giá, trước khi Chúa Giêsu trút hơi thở cuối cùng, Ngài nói gì? Mọi sự đã được trọn. Tất cả cái nghèo của quý vị, nợ nần của quý vị, Chúa Giêsu cũng gánh luôn hết. Hãy biết rằng khi ma quỷ nói với chúng ta cái tiếng nói rằng đi theo Chúa làm ăn không phát đạt, đi theo Chúa cái này cái kia cái đó, những người nghe những câu đó, người tin những câu đó là những con người đi nhà thờ không chỉ đọc Kinh Thánh, mà có đi học Kinh Thánh nữa, chẳng bao giờ nghe Kinh Thánh nó cho bị tâm trí nghĩ ở chỗ khác. Chúa Giêsu khi mà Ngài bị đóng đinh trên thập giá, Côlôse đoạn 2 nói chúng ta rằng tất cả những khế ước nghịch lại cùng chúng ta đã được xử lý tại thập giá. Cho nên tin lành của chúng ta là một tin lành về quyền năng của thập tự giá. Tự giá là nơi Chúa Giêsu chịu tất cả những tồi tệ, nghèo nàn, bệnh tật và tất cả sự đau khổ để cho chúng ta được sự bình an, chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta được trở nên khỏe mạnh, để chúng ta được trở nên giàu có. Chứ mà tin lành chỉ tin xong rồi chờ lên thiên đàng. Nếu chúng ta tin tin lành rồi chờ lên thiên đàng, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị lên thiên đàng sớm.
quyền sống không ích lợi hết đó. Nhưng mà Tin Lành Chúa muốn ban cho chúng ta để làm gì? Để chúng ta trở nên nguồn phước cho người khác. Phép lạ Chúa chữa lành của gì bệnh ung thư, phép lạ Chúa chữa lành cho chúng ta những bệnh tim của chúng ta, những căn bệnh mà xém chết của chúng ta, sức chết chúng ta, đó là phép lạ cho những người khác nhận được phép lạ giống như chúng ta. Phép lạ quý vị, những người nghèo không có một chỗ ở. Tôi gặp một sư bạn của tôi ở Cần Thơ, lúc tôi mới gặp cách mấy năm trước. Tôi ngồi dưới đây mà nước cái sàn dưới đây nè, mà đi bộ chỗ này tôi dòm, tôi lo, tôi biết tôi lọt dưới không đó. Cái này 5-7 năm về trước, 10 năm có thể. Tôi với chúng đi lại đó, căn nhà ba tấm, mà trong cái khu mà đặt tiền. Một người khác cũng giống vậy. Cho nên nếu chúng ta là cái người yêu mến Chúa và chúng ta cứ đeo đuổi Chúa, Kinh Thánh cho chúng ta biết phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo sau tôi. Chúng ta là những người không theo phước, chúng ta không theo tiền, chúng ta theo Chúa, phước theo chúng ta, chúng ta theo Chúa, tiền theo chúng ta. Nó ôm chúng ta lại, nó không buông chúng ta. Nắm lấy điều này trong đời sống của mình. Ma môn sẽ bằng mọi cách kéo chúng ta xa mối quan hệ mình với Chúa. Nó kéo chúng ta xa khỏi những buổi cầu nguyện. Nó kéo chúng ta xa những ngày Chủ nhật nhóm thờ phượng. Và có nó cũng khiến cho chúng ta, nó xui khiến chúng ta, nó cám dỗ chúng ta. Chúng ta đi thờ phượng nhưng mà lòng chúng ta hướng về cái gì bên ngoài. Chúng ta đang sống trong một xã hội ngày hôm nay, nhiều người đi như thờ, cầm điện thoại, nhưng mà thay vì dở Kinh Thánh ra, coi mạng xã hội. Và nói Chúa ban phước cho con, làm sao Chúa ban phước cho chúng ta? Khi một bên chúng ta có Chúa, và một bên chúng ta có ma môn. Trong Lê Vi Ký đoạn 25, thì chúng ta biết thế này. Chúa có một cái luật, rồi là luật năm sa bát. Trong cái năm sa bát này có điều gì xảy ra? Trong cái năm sa bát này, Chúa truyền cho dân Israel là những ai mắc nợ được xóa nợ. Sau đó phục truyền chúng ta dở phục truyền đoạn 15 trước đi, rồi chúng ta coi sao. Đoạn 15 câu 1 câu 4: và cuối mỗi 7 năm anh chị em phải tha nợ. Đây là cách thức tha nợ. Mỗi chủ nợ sẽ tha món nợ mà mình đã cho người lân cận vay, không được thúc ép người lân cận hai anh em mình phải trả, vì lệnh tha nợ Đức Chúa Trời đã được công bố. Anh chị em có thể thúc ép người ngoại quốc trả nợ, nhưng với anh em mình thì phải xóa bất cứ món nợ nào họ đã mắc với anh em mình. Có nghĩa là gì? Chúa có một luật cho dân Israel là cứ mỗi 6 năm, năm thứ 7, nào người Do Thái có một cái điều này là thế này. Chúa hứa với họ làm 6 ngày, nghỉ vào ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát của họ là bao gồm từ chiều mặt trời lặn chiều thứ 6 cho đến mặt trời lặn chiều thứ 7. Làm 6 ngày nhưng mà Chúa hứa cho họ ăn 7 ngày. Ngày thứ 7 họ cần làm nhưng mà Chúa sẽ cho họ gấp đôi ngày thứ 6 để ngày thứ 7 họ có dư dật. Hay nói cách khác là dân Israel trong đồng vắng họ làm việc 6 ngày, họ lượm đặt mana 6 ngày, riêng ngày Sa-bát họ không lượm, họ lượm 2 cấp 2, Chúa cho họ ngày thứ 7. Đó là ngày Sa-bát. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng đặt thêm một cái luật nữa gọi là năm Sa-bát. Trong cái năm Sa-bát này, một cái điều đặc biệt của năm Sa-bát này đó là cứ mỗi 6 năm đến năm Sa-bát, những ai đang làm ruộng trồng rẫy thì năm đó không trồng trọt.
Nếu ai chúng ta biết mà người làm nông dân, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải cho đất nghỉ, mà cho đất nghỉ thì năm đó nó tốt hơn cả bón phân, đúng không ạ? Ừ. Thì đó là luật của Chúa. À, năm sa bát không trồng trọt nghỉ hết, bởi vì Chúa sẽ cho năm thứ sáu dư đến năm thứ bảy để họ hưởng. Rồi năm sa bát là năm mà Kinh Thánh Chúa biểu dân Israel ai mắc nợ, xóa nợ. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa không muốn con cái Ngài nghèo. Và đây là cách mà Chúa làm quân bình trong xã hội, có nghĩa là không có người nào quá giàu để áp bức người nghèo, mà không có những người nào quá nghèo, bởi vì năm đó họ được tha nợ. Mà không phải chỉ được tha nợ không, những người nào bị bắt làm nô lệ, nếu như ai mua một người nào đó làm nô lệ đem về, thì năm mà sa bát đó, những người làm nô lệ được trả về với gia đình của họ. Đồng thời người chủ đó phải cung cấp những gì mình có mà trong nhà của mình cho người đó đem về. Chúng muốn quân bình trong xã hội để mà không có phân biệt giàu nghèo quá chênh lệch. Và cái luật này vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Và người ta gọi là tiếng Hebrew gọi là Smita. Smita này có nghĩa là gì? Cứ mỗi 6 năm vào năm thứ 7 thì có một chuyện xảy ra, nền kinh tế sụp đổ, để những của cải của những người giàu đem trở lại quân bình. Cho nên nhiều người không hiểu được cái luật này của Chúa, họ cứ làm giàu, tự nhiên tới lúc nào đó họ mất hết tất cả mọi thứ, bởi vì luật của Chúa định Chúa không muốn có một số người quá giàu, bởi vì họ giàu quá đem không sự quân bình cho xã hội, và làm dụng họ áp bức người khác. Quay qua bên Chúa rất công bằng. Câu cái bên tiếp là Chúa không muốn anh chị nghèo. Chúa Giêsu đã gánh cái nghèo thay cho anh chị rồi. Amen chưa? Ok, tôi biết tôi còn bao nhiêu giờ nữa. Nhanh thôi. Như vậy làm sao để chúng ta, mặc dù Chúa Giêsu đã gánh cái nghèo cho chúng ta rồi, nhưng mà làm sao để chúng ta trở nên giàu có? Cái thứ nhất, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa. Thứ nhất đó là, nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời có nghĩa là tìm kiếm những luật lệ của Chúa dạy. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta học luật của Việt Nam, lái xe bất cứ điều gì có luật của Việt Nam. Chúng ta qua Úc, qua Mỹ thì có những luật của quốc gia đó, và chúng ta giữ những cái luật lệ đó. Và tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính, có nghĩa sống ngay thẳng trong sạch thanh liêm, thì Đức Trời sẽ ban cho các ngươi thêm mọi điều ấy nữa. Vậy trong cái quy luật của Chúa gồm điều gì? Thứ nhất liên hệ đến tiền bạc. Bởi vì Chúa biết rằng là ma môn hay là cái linh cờ bạc, tiền bạc, nó khiến cho nhiều người dúng vô cờ bạc, buôn bán ma túy, buôn bán tất cả những điều này. Chúa muốn xử lý những điều này, cho nên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, Chúa trước hết mỗi lần chúng ta nhận được lương của mình. Có nghĩa là 1/10 mà chúng ta thâu nhập được, bất cứ bao nhiêu chúng ta nhận được, 1/10 thuộc về Chúa. Nào, có một số người amen thôi, một số người không amen được. Amen không ạ? Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta biết rằng Chúa là nắm lấy kinh tế của chúng ta, chứ không phải là việc làm chúng ta nắm lấy kinh tế của chúng ta. Chúa đang nắm lấy kinh tế của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đem 1/10 vào kho, tức như là vào hội thánh địa phương của mình đó, không phải ở nhà thờ này mà bỏ đằng kia, không có chuyện ăn phở chỗ này mà trả tiền phở chỗ khác. Chúng ta học lời Chúa chỗ nào, ai chia sẻ lời Chúa chúng ta chỗ nào, hội thánh nào nuôi chúng ta, chúng ta đem 1/10 vào đó. Làm sao mà mục sư cầu nguyện cho mình, quan tâm mình, dạy lời Chúa cho mình, còn đem nó chỗ nào đâu á? Hoàn toàn 1/10 thuộc về kho ở hội thánh địa phương của mình. Nào, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng đó, khi mà chúng ta đem 1/10 vào kho của Chúa đó, thì cái 1/10 đó là thánh, thuộc về Chúa. Và bởi vì 1/10 là thánh thuộc về Chúa,
9 phần còn lại nó cũng là thánh. Cho nên khi mà chúng ta đem phần 10 vào kho của Chúa, vào nhà của Chúa, để nhà Chúa có thể sử dụng cho công việc nhà Chúa, để lo công việc nhà Chúa đó, thì bắt đầu xảy ra 9 phần còn lại chúng ta xài hoài không thiếu, không hết. Tôi không nói cho quý vị đây là bởi vì tôi nói trên lời Chúa không, mà tôi sống trong điều này. Mỗi lần mà cái hóa đơn đến, không cần biết xe hư cái gì đó, tôi dán đầy tủ lạnh của tôi. Chúng ta có cục 500 đó, hít vô tủ lạnh đó, dán những cái hóa đơn đó tủ lạnh, không cần biết mấy cái. Nhưng mà khi tôi thu nhập cái lương của tôi xong, phần 10 đem vào nhà kho. Nhiệm vụ của tôi đem phần 10 vào nhà kho, nhiệm vụ Chúa trả hết cái đám lạc kinh kia cho tôi. Amen không ạ? Và tôi thưa với tất cả quý vị rằng, từ khi mà tôi hầu với Chúa tới nay, và trước khi tôi hầu Chúa tới nay là lấy quay 20 mấy năm mà hầu Chúa gần như là trong thời gian đó, tôi xin thưa bây giờ, Chúa không hụt một lần nào hết trơn á, Chúa không trễ một lần nào hết trơn á. Tất cả những hóa đơn của tôi thiếu cái gì Chúa xử lý hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết thế này, trong Roma nói thế này: nếu là cái rễ là thánh thì cái ngọn cũng thánh, nếu là cái bó lúa là thánh thì bột trong vò cũng là thánh. Đầu tiên là của Chúa thì tất cả còn lại cũng của Chúa, nhưng mà gì, chúng ta được xài. Amen không ạ? Chúa thánh qua nó. Cho nên có những người tín đồ nói rằng tôi làm được bao nhiêu tiền, tôi dâng Chúa, còn gì cho vợ con tôi, tiền học rồi. Đừng có lo, Chúa xử lý hết. Và quay qua người bên, Chúa xử lý đẹp lắm, xử lý tuyệt vời lắm. Ai kinh nghiệm điều này giơ tay lên giùm tôi. Ồ, thấy không, quý vị đã làm rồi, tôi chỉ giảng thêm cho quý vị nghe thôi. Cho nên khi mà chúng ta làm điều này, cộng thêm cắt của lễ dân, tôi không bao giờ tôi giảng hết tất cả điều này, nhưng mà Chúa nói rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. Nào tôi giải thích cho chúng ta chút xíu, khoan, amen dội để chúng nghe hết xong mới thấy thấm. Khi mà chúng ta đem phần 10 vào kho đó, và Chúa nói chúng mở các cửa sổ trên thiên đàng, cái này không phải cửa sổ. Tiếng Việt chúng ta dịch nó vẫn thiếu. Cái nguyên văn của nó là cái cổng xả lũ. Quý vị biết đập nước không? Đập nước là khi mà nước lên cao quá, nó có một cái cổng xả lũ, họ cất dở lên là để nước trào qua, để chi gì? Để không bị cái đập bị vỡ, cho nên xả đập trước. Và Kinh Thánh Chúa cho chúng ta, khi chúng ta làm điều này đó, thì Ngài đổ phước chúng ta nhanh như như nước xả lũ vậy đó. Nhưng ngược lại Chúa nói là những người mà không trung tín trong phần 10, và Chúa nói là gì? Ngài là những kẻ trộm. Thật ra nó có hai chữ, một chữ thứ nhất là trộm. Trộm có nghĩa là gì? Nếu ai muốn lấy đồ của một siêu thành thì họ trộm, là không, ông không có mặt ở đó, đúng không ạ? Nhưng mà còn một chữ nữa là chữ cướp. Cướp có nghĩa là cầm dao, cầm súng chỉ ông, kêu ông đưa tiền đây. Và Chúa nói thế này: những người mà không trung tín trong phần 10 là ăn trộm, ăn cướp Ngài. Chúng ta dòm tướng một siêu thành như vậy, có ai dám ăn trộm không? Ai dám ăn cướp không? Chúng ta nghĩ Chúa to lớn cỡ nào mà người nào dám ngon lành ăn trộm ăn cướp Chúa? Chúa nói chưa đổ phước xuống, nhưng mà chưa đủ. Kinh Thánh rằng Chúa cấm kẻ phá hoại đến để lấy cái phá hoại mùa màng của họ, khiến cho họ bị mất mùa trước lúc họ thu hoạch. Khiến họ mất mùa trước khi họ thu hoạch. Tất nhiên là ngoài cái linh ma môn ra, còn một linh kế tiếp là linh phá hoại. Cho nên nhiều người làm việc thật nhiều, nhưng bỏ tiền công trong túi lụng.
Nhiều người xây dựng nhà lên rồi, Chúa thổi mất tiêu cái nóc. Bởi vì sao? Chúng ta coi ma môn quan trọng hơn Chúa. Khi chúng ta không vâng lời, có nghĩa là chúng ta cho rằng cái điều mà chúng ta nghĩ nó quan trọng hơn lời Chúa dạy. Quay qua người kế bên, Chúa trước hết. Bất cứ gì thâu nhập lại, Chúa trước hết. Amen. Ok. Rồi. Bước thứ hai, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một quy luật, có rất nhiều điều nhưng mà tôi chỉ nói điều này thôi. Có một quy luật mà Kinh Thánh gọi là gieo và gặt. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, Chúa nói rằng Chúa truyền cho tất cả mọi loài cây cối, loại nào phải sanh ra cái loại đó, con thú nào phải sanh ra cái con thú đó. Tất nhiên là cây lúa thì nó sẽ ra lúa, cây xoài thì ra xoài, chanh thì sẽ ra chanh, con heo thì sinh ra con heo, con gà sinh ra con gà, loại nào theo loại đó. Mình gieo giống hạt gì, hạt xoài thì sẽ ăn xoài, gieo giống hạt chanh thì ăn chanh, gieo cái gì gặt cái đó. Nào dở tôi trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký đoạn 8. Câu 22. Chứ mà anh cho tôi. Dạ. Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 22. Ngày nào quả đất còn thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Một khi quả đất còn thì mùa gieo và mùa gặt, thì tiết lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Câu Kinh Thánh này nói gì? Đây là quy luật ở trên trái đất này, sẽ không bao giờ thay đổi. Ngày nào trái đất còn thì quy luật này vẫn y chang như vậy. Và trong quy luật đó là gì? Mùa gieo có mùa gieo, sẽ có mùa gặt. Gieo gì gặt cái này. Amen không ạ? Vỗ vai người bên, gieo gì gặt cái này. Chúng ta gieo yêu thương, chúng ta gặt sự yêu thương. Chúng ta gieo sự hòa thuận, chúng ta gặp hòa thuận. Chúng ta gây lộn với người ta thì luôn luôn bị gây lộn ngược lại. Cho nên nhiều vợ chồng cũng là muốn cầu nguyện Chúa, Chúa ơi cho gia đình con yêu thương hiệp một mà cứ gây lộn không à. Rồi sao mà hiệp một được? Gieo cái gì gặt cái đó. Gieo lỗi gì gặt lỗi đó. Rồi. Cái tiếp là gieo ít gặt ít. Gieo nhiều gặt nhiều. Không gieo không gặt. Lặp lại chung với tôi ha. Gieo ít gặt ít. Gieo nhiều gặt nhiều. Không gieo không gặt. Lần nữa ha, thuộc lòng ha. Gieo ít gặt ít. Gieo nhiều gặt nhiều. Không gieo không gặt. Cho nên cuộc sống của tôi sở dĩ mà ngày hôm nay Chúa cho tôi đi nhiều nơi là tại sao? Tôi gieo và tôi gặt. Tôi gieo đô Mỹ, tôi gặt đô Mỹ. Tôi gieo Việt Nam, thì Việt Nam, tôi gặt Việt Nam. Gieo đường Úc, tôi gặt đường Úc. Tôi cho người ta xe, tới ngày nay tôi có 2-3 chiếc xe. Người ta cho xe, lần này xe, lần sau cho xe. Tôi tặng người ta laptop, gieo laptop, nhận là laptop. Nhận là iPad luôn đó. Tặng đồng hồ, người ta cho tôi đồng hồ. Không cần biết chúng ta gieo cái gì, chúng ta gặt cái điều chúng ta gieo. Thêm câu nữa, vợ cùng tôi câu nữa. Cô tôi nhị đoạn 9 câu 6. Chúng ta coi rồi phải không? Hồi nãy coi rồi chưa?
Ai anh chị em yêu mà, anh chị em nên nhớ điều này, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Cô Tô Nhì đoạn 9 câu 6. Rồi, giờ dở cùng Galati đoạn 6 câu 7 nha. Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh thường đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, ai gieo điều gì gặt điều ấy. Đây là quy luật của vũ trụ, của trái đất. Không cần biết tôn giáo nào ở trên đất này, họ hiểu được quy luật này, đúng không ạ? Ai trên đất này cũng biết điều này. Thậm chí họ còn biết được là cha mẹ mà đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Họ biết mình làm bậy, con cái mình nhận hậu quả. Những ông mà hay lăng nhăng sẽ thấy rằng những con gái của mình đổ vỡ hôn nhân. Đây là quy luật mà Chúa nói rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, không chịu coi thường đâu. Ai gieo cái gì gặt đó. Gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều, không gieo không gặt. Vậy tóm tắt lại, nếu như chúng ta muốn đời sống chúng ta bứt phá tài chánh, chuyện đầu tiên chúng ta phải để Chúa ưu tiên trên đời sống mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi chúng ta thờ phượng Chúa, Ngài chu cấp thức ăn uống cho chúng ta. Chứ thờ phượng đóng một vai trò rất là quan trọng. Khi bước vào trong này, hãy hát thờ phượng Chúa như là một người thờ phượng Chúa thật sự. Đừng hát miệng nhưng mà tâm trí nhớ đến trưa nay đi ăn phở. Thờ phượng Chúa hết lòng. Đó là sự thờ phượng bằng tâm linh và bằng lẽ thật. Và Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng giống như vậy. Khi Chúa Giê-xu nói Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng giống như vậy, có nghĩa là gì? Tìm kiếm có nghĩa là gì? Khi bị tìm kiếm có nghĩa là gì? Khi bị tìm kiếm có nghĩa là cái đồ đó đã bị mất, là một. Tìm kiếm có nghĩa là món đồ đó quý vị cần, quý vị muốn đi tìm mua món đồ đó. Tìm kiếm có nghĩa là món đồ đó quý giá, người ta phải đào xới đất để tìm được vàng, tìm được mỏ kim cương quý giá. Và Chúa nói rằng khi Ngài tìm kiếm có nghĩa là không có nhiều lắm. Nhiều người tại đây thờ phượng Chúa, nhưng mà Ngài nhìn thấy ai là người thờ phượng thật. Và chỉ có những người Ngài thờ phượng thật thì những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời sẵn sàng cho những người đó. Nhiều người đi nhà thờ không thờ phượng thật, nên cầu nguyện hoài, xin hoài chẳng có gì. Thứ hai, nắm giữ những quy tắc của nước thiên đàng. Tôi không bao giờ để chia ra cho quý vị là những cái điều gì mà ngăn trở quý vị không nhận được cái bứt phá tài chánh. Tôi bao giờ để chia sẻ này bởi vì nó đọc bài rất là dài. Quý vị có thể lên trên mạng tìm tên một sư Trương Hoài Phong, quý vị sẽ nghe bài này. Tôi có giảng trên mạng. Quý vị tìm xem điều gì mà sống không đúng quy tắc của Chúa. Và nếu như chúng ta cẩn thận làm theo mọi điều Chúa chép cho chúng ta thì phước lành sẽ đe chúng ta. Chạy trước chúng ta và quay lại ôm chúng ta và không buông tha chúng ta. Và cuối cùng, giữ lấy trung tín 1/10 là chuyện đầu tiên. Chúa ban phước cho mình điều gì? Biết ơn Chúa. Mỗi lần khi nào tôi giảng mà Chúa ban phước cho tôi kiếm một nơi nào đó để tôi chúc phước cho nơi đó. Mỗi lần Chúa làm ơn tôi biết ơn Chúa. Mỗi lần tôi được bứt phá, tôi biết ơn Chúa, dâng Chúa của lễ cảm tạ. Và bước kế tiếp nữa là cuối cùng, đó là quý vị làm gì? Gieo và gặt. Luôn luôn những người nào làm ruộng làm rẫy, chúng ta luôn luôn muốn mở mang bờ cõi chúng ta là gì? Chúng ta kiếm đất, mua đất, mua thêm hạt giống để gieo, đúng không ạ? Tôi tiến lên này cầu nguyện.
Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị trong giờ này. Nhưng mà trước khi tôi cầu nguyện, Chúa cho tôi một ơn đặc biệt, đó là cầu nguyện bứt phá tài chánh. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị được bứt phá trong tài chánh quý vị. Và có rất là nhiều người đã làm chứng lại là có đôi khi chỉ vài tiếng đồng hồ sau họ được Chúa ban phước liền. Có những người trong vòng 24 tiếng đồng hồ và thời gian sau họ được Chúa ban phước liền. Nhưng mà trước khi quý vị muốn bứt phá, quý vị cầu nguyện với Chúa. Chúa bấy lâu nay con không vâng lời Chúa, nhưng hôm nay con nghe lời Chúa và Chúa cáo trách lòng con và con muốn ăn năn. Xin Chúa tha thứ cho con. Và sau đó quý vị được Chúa cảm động, hôm nay con muốn gieo một gì đó. Số tiền quý vị gieo sẽ nằm trong hội thánh này, lo cho quý vị, cho hội thánh địa phương của quý vị. Tôi không có phần gì trong đây đâu. Quý vị cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi con muốn bứt phá tài chánh. Và một trong những cách chúng ta làm đó là Chúa cảm động lòng chúng ta bao nhiêu chúng ta bỏ vào. Và nếu Chúa cho chúng ta một con số nào đó mà chúng ta không có tài khoản ở tại đây, không có tiền tại đây, chúng ta nói Chúa hứa nguyện. Và chúng ta hứa gì, nhớ kỹ, hứa gì thì cậy ơn Chúa chúng ta làm thành lời hứa nguyện của mình. Amen. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị như này, bởi vì lắng nghe tiếng của Chúa để Chúa bày tỏ cho mình. Cha ơi, con đến với Ngài trong danh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa đã làm việc trong buổi sáng này. Con cầu nguyện Chúa như này, Ngài biết rõ dân sự của Ngài, những ai cần bứt phá điều gì. Con cầu nguyện Chúa giúp đỡ cho họ. Con cầu nguyện Chúa giúp đỡ cho họ. Để hôm nay chính Ngài thôi thúc lòng họ trong sự gieo và gặt, trong phát công 10 và các cụ dân. Chúa ơi, xin chỉ cho họ biết điều gì. Chúng ta sẽ im lặng và lắng nghe tiếng Chúa như này. Chúa chỉ cho họ biết. Nếu có tư tưởng nào trong trí của chúng ta, một con số nào đó, chúng ta nếu có tiền chúng ta bỏ vào. Chúa không muốn quý vị ở với sự áp bức của ma môn. Chúa không muốn quý vị sợ hãi, bởi vì ma quỷ lúc nào cũng hù dọa vậy. Mỗi lần ma quỷ hù dọa tôi về sự thiếu thốn, tôi luôn luôn làm một điều là tôi dâng cho hết lo, dâng cho hết sợ. Bất cứ lần nào ma quỷ làm tôi cảm thấy hết tiền, sợ hãi, lo lắng, và tôi biết rằng đây là những tiếng nói của ma quỷ làm cho tôi sợ, và tôi không chấp nhận cái sự sợ hãi đó, không chấp nhận sự dọa này, nên tôi dâng cho hết sợ. Nếu ai trong chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta thấy rằng đời sống mình lo lắng sợ hãi, và mình muốn, và nếu khi chúng ta lo lắng sợ hãi, chúng ta ở dưới cái quyền áp bức của ma môn, và chúng ta không muốn sống trong đời nữa, hãy cầu nguyện Chúa hôm nay con muốn ma môn không có quyền trên đời sống của con. Xin Chúa chỉ cho con biết làm sao để con có thể thoát ra qua sự dâng hiến này. Và nếu ai trong chúng ta thời gian qua mà chúng ta thấy rằng có những đời sống mình không sự vâng lời Chúa, hãy vâng lời Chúa hôm nay để phước của Chúa giáng xuống cho đời sống ta, đeo theo chúng ta và ôm chầm lấy chúng ta. Hãy cầu nguyện Chúa tiếng mới như này, trước khi chúng ta đến dâng hiến. Ai được Chúa cảm động chúng ta rồi, ai được Chúa bày tỏ rồi, chúng ta cứ lên dân ô Chúa tiền dân. Ô, trong danh của Chúa ta trốn tất cả mọi linh sợ hãi, mọi linh có sự nghi ngờ, mọi linh gây sự áp đặt trên đời sống dân sự Chúa về tiền bạc. Trong danh của Chúa ta công bố ngay như này, họ không có quyền trên dân sự của Chúa nữa. Hallelujah, Chúa giải phóng họ như này. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa. Con biết kia bởi ân điển của Ngài, con được sống vì tình yêu của Cha, Chúa Giêsu. Lòng con luôn khắc ghi những phước ân Chúa ban trên con. Con được cứu bởi ân điển của Ngài, con được sống. Hãy cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện vì tình yêu của
hãy cầu nguyện để chúng ta được bước phá. Sự hiện diện Chúa có tại đây. Chúa ban trên con, niềm ơn Giêsu, 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 con biết ơn Ngài, được sống mỗi ngày trên đất với ơn điển của Chúa ban, con sau khi thôi tiền xong, xin đem túi tiền ở đây, tôi sẽ cầu nguyện cái số tiền. Sau khi dâng hiến xong, đem số túi tiền ở đây, tôi cầu nguyện chúc phước cho cái túi tiền. Hãy nói là Chúa, chúng con đang biết ơn Ngài. Xin cho tiếp tục cho chúng con một đời sống biết ơn Chúa. Biết ơn Giêsu, biết ơn Giêsu, 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 con biết ơn Ngài, được sống mỗi ngày trên đất bởi ơn điển của Chúa ban, con tôn vinh danh Ngài mãi. Cha trước khi tôi cầu nguyện và quý vị cùng giơ tay hướng về cầu nguyện túi tiền dân này, tôi muốn nói một điều. Khi một người nghèo dẫn đến bệnh, một người bị bệnh dẫn đến nghèo, nghèo và bệnh đi chung với nhau, nghèo và khổ đi chung với nhau. Và đây là công việc của ma môn. Và Satan đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn Chúa Giêsu đến để ban cho con cái Ngài sự sống và sự sống dư dật. Khi chúng ta giơ tay hướng về điều này, chúng ta hãy tin trong lòng của mình rằng bắt đầu ngày hôm nay, nghèo thiếu, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, thiếu thốn không cầu nguyện cho đời sống của chúng ta nữa. Khi tôi cầu nguyện, quý vị hãy tin rằng, hãy tưởng tượng trong đầu mình, bắt đầu những ai đang nợ nần, những ai đang thiếu thốn, những ai đang gặp khó khăn về thư kiện, bất cứ điều gì mà quý vị tin, nếu quý vị tin trong giờ này, quý vị tin trong giờ này, thì phép lạ sẽ xảy ra cho quý vị. Và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện, và tôi tin rằng sẽ rất nhiều người quý vị được lành. Bởi vì sau khi chúng ta dâng hiến xong, một phép lạ luôn luôn xảy ra, đó là Chúa chữa lành. Bởi vì sao? Ma quỷ làm chúng ta sợ, mà làm chúng ta sợ thì dẫn đến bệnh tật.
Hãy giơ tay lên hướng về tôi và Satan sẽ đặt tay lên. Cùng cùng tiếng mới với tôi. Khola ba sha la ba khola she le, khola ka sha ka la ba ta le. Oh khola ba khola sha la ba ba ba. Chúa Giêsu Ngài ơi, Ngài đã đến thế gian này. Oh Ngài gánh lấy cái nghèo của chúng con để chúng con được trở nên giàu có. Hallelujah. Oh con cầu nguyện ngày hôm nay, con cầu nguyện hôm nay lời của Ngài được ứng nghiệm trên đời sống dân sự của Ngài, ứng nghiệm cho hội thánh tại Cà Mau này, hội thánh Phước Hưng tại Cà Mau này. Hallelujah. Khola ka she le ba ba, khola ka sha la ba ba, khola ka she ke le. Hallelujah. Lắng nghe và quý vị amen với tôi. Trong danh của Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, bởi quyền năng của Thánh Linh, bởi tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ta hủy phá tất cả mọi linh ma môn, linh thần tài trên dân sự Chúa ngày hôm nay. Trong danh của Chúa, tất cả mọi linh của sự tiêu tốn, sợ hãi, lo lắng, bất an, hãy rời xa dân sự Chúa ngày hôm nay. Trong danh của Chúa, tất cả mọi linh đem đến sự gây lộn xộn, chia rẽ trong gia đình, ngăn trở dân sự Chúa nhận lấy phước hạnh, hãy rời khỏi ngày hôm nay. Trong danh của Chúa, hallelujah. Mọi linh của sự phiền muộn, lo lắng, ảo tưởng, những linh tham lam, rời xa dân sự Chúa ngày hôm nay. Trong danh của Chúa, hallelujah. Thánh ơi, con cầu nguyện ngày hôm nay, ngày đến tất cả những quyền lực sự tối tăm này, tất cả những quyền lực này đang cầm buộc dân sự Chúa, tất cả đồn lý nào ma quỷ đã xây dựng trong tâm trí họ, khiến họ sợ hãi, khiến họ lo lắng, khiến họ không bình an, như này tất cả đồng lũy này phải bị sụp đổ ngay này trong danh của Chúa. Hallelujah. Hãy rời khỏi, rời khỏi, rời khỏi, rời khỏi. Hãy công bố lên, rời khỏi, hãy rời khỏi. Nghèo nàn, rời khỏi ta. Thiếu thốn, rời khỏi ta. Nợ nần, rời khỏi ta. Cô là cái sao ba ba, cô là cái xích đi 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 đi, cô là cái sao đây đây đây. Ô mọi linh thần tượng, có tiền bạc là thần tượng, rời khỏi ngay này và trong phần sau ngay này trong danh của Chúa. Hallelujah. Cô là ba ca lê, cái lịch sắc là ba. Cô là cái thánh nơi con nhờ cậy quyền năng của Ngài. Hallelujah. Con cai phóng lời của Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu đấng giàu có vì chúng con, Ngài trở nên nghèo khó để bởi sự nghèo khó Chúa Giêsu chịu, chúng con trở nên giàu có. Con khai không sự giàu có, giàu có, giàu có, giàu có cho dân sự của Ngài như này trong danh của Chúa. Hallelujah. Con khai phóng sự dâng lời, sự vâng lời, vâng lời, vâng lời như này. Hallelujah. Họ vâng lời Chúa. Hallelujah. Trung tín phần trong phần 10, các cửa dân quan tâm đến người nghèo, quan tâm người qua mùa, quan tâm những người thiếu thốn, quan tâm như đầy tớ Chúa để học hỏi với Ngài trong danh của Chúa. Hallelujah. Con nhân danh Chúa Jesus Christ, con khai phóng lời của Ngài. Ồ, phước lành của Chúa làm nên giàu có nhưng không buồn phiền cặp theo. Hallelujah. Ồ, họ dân sự Chúa giàu có nhưng mà gia đình không có lộn xộn, gia đình luôn luôn bình an, con cái ngoan ngoãn, con cái vâng lời. Hallelujah. Bởi vì họ vâng lời Ngài, con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ồ, Chúa cầu nguyện như này. Ồ, cầu xin Chúa với quyền năng của Ngài, sai thiên sứ của Ngài đến. Ồ, đem chúng ta tránh phương đông, phương bắc, phương tây, phương nam đến cùng tài khoản của họ. Ồ, đến cùng gia đình của họ ngay như này. Ồ, một phép lạ siêu nhiên bắt đầu xảy ra hôm nay. Phép lạ siêu nhiên xảy ra hôm nay. Hallelujah. Ồ, chỉ có những người có xin tài khoản vào trong tài khoản, gia tăng vào trong tài khoản. Hallelujah. Ồ, là shala ba 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 ba. Ồ, là kshiririri. Hallelujah. Có cầu nguyện. Hallelujah. Những ai mắc nợ họ, trả nợ, trả nợ, trả nợ ngay này trong danh của Chúa Jesus. Hallelujah. Khula ba khali sikhi khula sakala. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ông cầu nguyện Chúa bắt đầu hôm nay. Còn những ai chưa có việc làm, Chúa ban cho họ có việc làm. Những ai mà có công việc làm rồi, Chúa ban cho họ được ơn cho mặt người chủ, được ơn cho các công ty khác, và mỗi công việc của làm ăn của họ luôn luôn được thịnh lợi trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Con cầu nguyện Chúa. Những gia đình nào đang bị lúng cúng về tiền bạc thì giờ này trong danh Chúa Giêsu, những công việc làm ma quỷ gây lộn xộn trong gia đình, giờ này ta trút sức ngươi khỏi những gia đình này ngay hôm nay, ngay hôm nay, ngay giờ này trong danh của Giêsu. Hallelujah. Ôi, con cầu nguyện sự bình an của Chúa ngự trị trong gia đình của họ. Hallelujah. Không còn cãi lẫy về sự thiếu thốn nữa. Hallelujah. Kolashalababababababa. Hallelujah. Hallelujah. Có những người nào tại đây mà có ba mẹ của mình áp bức mình và đuổi mình, không cho mình sống ở ở nhà hoặc là gây khó dễ, con nhân danh Chúa Giêsu cầu nguyện nó bắt đầu hôm nay. Chúa ban phước lại cho họ. Con cầu nguyện đặt ân của Ngài trên đời sống của họ. Hallelujah. Và Chúa ban phước cho họ để ba mẹ họ nhìn thấy và ngạc nhiên, bởi vì họ nghĩ rằng không có họ, những người này sẽ không sống được, sẽ thiếu thốn. Nhưng mà Chúa ơi, con khai phóng này sự dư dật đến cho những người này. Hallelujah. Trong danh Chúa. Và những ai là tôi tớ Chúa, hầu về Chúa, lời Chúa hứa dành cho những người này rằng Chúa vui thích ban sự hưng thịnh cho ai là tôi tớ của Ngài. Con cầu nguyện những ai phục vụ Chúa, họ luôn luôn được dư dật, họ không thiếu thốn bất cứ điều gì, họ đi đâu đều có sự chu cấp của Chúa cả. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Sức dầu cho đời sống họ. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hola ka sha la ba 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 ba. Chúng ta bắt đầu giơ tay đặt chỗ đau, chúng ta đang đau chỗ nào, hoặc đặt tay chỗ đau của mình, đang đau chỗ nào, đặt tay lên,
Mục sư giơ tay lên, hướng về những người này, đặt tay cho đâu, ai đang đau chỗ nào, đặt tay lên, tôi cầu nguyện cho quý vị để Chúa chữa lành quý vị. Hallelujah. Ai đau cổ, đau gan, đau gì đó, hãy đặt tay lên cái chỗ của mình. Bắt đầu tin như này, hãy hình dung bắt đầu như này, Chúa chữa lành cho mình. Chúa Jesus treo trên thập giá để gánh lấy tội lỗi và bệnh tật quý vị. Hãy tin vào điều này, hãy hướng về Chúa Jesus, đừng nhìn vào tôi, hãy hướng về Chúa Jesus, nhắm mắt hướng về Chúa Jesus, nhắm mắt hướng về Chúa Jesus để sự chữa lành đến. Hallelujah. Oh hallelujah. Kula ba sha ba ba ba. Kula ku sha la la la. Oh, trong danh của Chúa Jesus Christ người Nazareth, ta tuyên bố rằng tất cả những linh bệnh tật nào đang cầm buộc tôi con của Chúa ngày hôm nay, ta bẻ gãy mọi gông cùm chúng này, ta phá hủy mọi đồn lũy chúng này, ta chặt đứt mọi xiềng xích chúng này. Ngay giờ này trong danh của Jesus, ta truyền cho mọi linh bệnh tật rời khỏi. Hãy nói này, rời khỏi. Hãy nói tôi, rời khỏi. Đi khỏi. Ngay giờ này, rời khỏi. Mọi đau nhức đi ra ngay giờ này trong danh của Jesus. Mọi linh bệnh tật đi ra ngay. Nhức đầu, đau lưng, đau thận. Hallelujah. Tiểu đường, cao máu, lành bệnh ngay này. Những ai trên đăng trên online và nghe điều này, tin điều này cũng nhận được sự chữa lành luôn trong danh của Jesus. Trong danh của Jesus, hãy lành bệnh ngay lập tức trong danh của Jesus. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ta vỗ tay người Chúa. Hallelujah. Anh lên lên. Hallelujah. Amen. Rồi. Thử đi, chúng ta thử được ai bị đau, thử lại coi. Rồi bắt đầu thấy Chúa chữa lành mình thế nào. Rồi. Thử qua thử lại, đau đầu, đau vai, đau chân, đau gì đó, thử lên. Rồi, ai được chữa lành rồi? Giơ tay lên, 1, 2, 3. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, quý vị có thể ngồi. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.